người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì, cuốn sách hướng nghiệp ngành kinh tế đầu tiên của Spy Room. Nếu các bạn muốn biết ngành kinh tế có gì thì bọn mình có đặt đường link mua hàng ở dưới phần mô tả. Hãy tự tìm cho mình câu trả lời riêng nhé. Đây là bài viết hỏi đáp về nghề kế toán, kiểm toán và ACCA của tác giả Đinh Vũ. Xin chào các bạn, lại là mình đây với series kế toán, kiểm toán, tài chính. Ở bài viết trước, mình có chia sẻ về ACCA, quá trình tự học của mình về đi làm kiểm toán, kế toán tài chính. Trong đó cũng có nhận được một số thắc mắc của các bạn về việc học cũng như chuẩn bị cho quá trình đi làm. Mình nghĩ những thắc mắc này cũng là những thắc mắc chung của nhiều người. Vì thế, bài viết sau sẽ dưới dạng Q&A nhé. 1. Học ACCA có thể làm gì ngoài kế toán và kiểm toán? Như mình đã nói trong bài viết về chứng chỉ ACCA, chương trình này bao gồm các môn học rất rộng từ kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán, luật, thuế, quản trị tài chính. Vì được trang bị kiến thức rộng như thế này nên người học có thể làm đa dạng ở các ngành khác ngoài kế toán, kiểm toán như quản trị tài chính, quỹ đầu tư, tư vấn. Tất cả những ngành này đều cần một người có kiến thức rộng và chắc liên quan tới bức tranh tài chính của một doanh nghiệp. Và ACCA cung cấp được điều đó. 2. Em có thể học ACCA được từ bao giờ? Ngày xưa ACCA yêu cầu phải 21 tuổi hoặc xong chứng chỉ FAI, CAT mới được học. Còn lại hiện tại theo mình biết thì chỉ cần đủ 18 tuổi trở lên là có thể học được. Em không có đủ trình độ tiếng Anh thì có học được ACCA không? Một số trung tâm có khóa học tiếng Anh chuyên ngành với mục đích chuẩn bị cho quá trình học ACCA. Tuy nhiên, theo mình thì không cần. Khi bắt đầu với ACCA, bạn sẽ học các môn cơ bản như kế toán tài chính F3 và kế toán quản trị F2. Các từ mới nếu có sẽ chỉ xuất hiện trong giai đoạn đầu sau đó và lặp đi lặp lại. Vì thế không cần thiết phải có lượng từ vựng hay IELTS 6.5, 7.0 mới học được ACCA. Tuy nhiên, bạn cũng cần có khả năng đọc hiểu nhất định. Còn lại thì các từ mới sẽ theo dần lên trong quá trình học. 4. Nên đi học trung tâm hay tự học? Mỗi một thứ có lợi riêng, đi học trung tâm sẽ tiếp thu bài nhanh hơn, có thể mở rộng mạng lưới quan hệ của mình trong ngành này. Có thể thôi, vì cũng có nhiều bạn đi học khá thu mình lại, nên cái này tùy thuộc vào tính cách của từng bạn. Tuy nhiên, đi học trung tâm cũng khá đắt, khoảng 4-6 triệu một môn ở F-level và 9-11 triệu trên một môn là P-level. Ngược lại, tự học thì tiết kiệm hơn rồi, nhưng cũng sẽ có những lúc rất nản vì không biết cách học như thế nào, liệu có đang đi đúng đường không. Mình hay gọi đó là giò đá sang sông. Hiện tại thì mình có lập một blog để chia sẻ cách thức tự học một số môn ACCA để giúp các bạn trong quá trình tự học tiết kiệm cho mình thời gian hơn. 5. Em không học chuyên ngành về kiểm toán, liệu em có thể theo đuổi được nghề này hay không? Trong thời gian mình làm EY, mình thấy ngoài các bạn học kế kiểm thì còn các bạn học tài chính ngân hàng, kinh tế đối ngoại, đầu tư, quản trị kinh doanh. Thậm chí những bạn ấy còn nằm trong top những nhân viên đạt performance cao nhất hơn cả các bạn học kế kiểm. Mỗi công ty đều có một phương pháp kiểm toán khác nhau trong quá trình kiểm toán. Vì thế nếu bạn là trang giấy trắng thì việc học đôi khi lại dễ hơn. 6. Sinh viên thiếu nhất điều gì khi đi làm trong ngành kế toán, kiểm toán tài chính? Qua quan sát, mình thấy quá trình học ở các trường đại học ở Việt Nam và quá trình đi làm có nhiều khoảng cách. Việc học không sát với các kiến thức thực tế. Đó là điều sinh viên thiếu nhất khi đi làm. Lấy ví dụ, nhiều bạn học kiểm toán có được nghe về khái niệm cơ sở dữ liệu, nhưng không biết đi làm kiểm toán áp dụng điều đó như thế nào. Từ đó dẫn đến trường hợp đi thực tập, được senior yêu cầu thu thập cả sao kê ngân hàng lẫn gửi thư xác nhận mà không hiểu vì sao lại cần làm cả hai. Ngoài ra, kỹ năng văn phòng cũng là cái các bạn tương đối yếu. Một số bạn có biết đến Excel nhưng không thể thành thục được những hàm cơ bản như sum, sumif, if, VLOOKUP, left, right, thì có rất ít bạn vững được điều đó. Mình cũng khá trăn trở vì điều này và mình dự định sẽ có các video hướng dẫn cho các bạn. Đây là một dự định mà mình ấp ủ đã rất lâu và nếu bạn nào có hứng thú thì email lại cho mình nhé. 7.
làm kiểm toán một thời gian thì có cơ hội gì khác không? Có, bằng chứng là mình đang làm tài chính. Còn nhiều bạn bè mình đi làm ngân hàng, kiểm soát nội bộ, kế toán trưởng, thậm chí có bạn về làm business analyst. Mình thấy làm kiểm toán có cái hay là nhìn mọi thứ từ tổng thể đến chi tiết. Tư duy tổng thể rất quan trọng. Mình có đi phỏng vấn ở một ngân hàng, khi đó chị trưởng ban có nói tư duy tổng thể của em sẽ giúp em nhìn vấn đề bao quát hơn và sẽ làm được ở vị trí cao hơn. Ngoài Big Four, 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới bao gồm EY, PwC, Deloitte và KPMG thì còn cơ hội nào khác không? Thực tế, số lượng công ty kiểm toán ở Việt Nam lên đến gần 200. Vì thế, nếu bạn có không đậu 4 công ty Big Four thì cũng còn rất nhiều công ty kiểm toán tốt như Grant Thornton, RSM, BDO hoặc các công ty trong nước như AASC, ANC, An Việt. Cũng có nhiều trường hợp làm việc ở các công ty non-Big Four một thời gian sau đó lại vào Big Four và ngược lại. Còn về việc làm ở đâu giỏi hơn thì mình khẳng định luôn là ở đâu cũng có người giỏi, không chỉ Big Four hay non-Big Four. Ngày trước senior của mình là một chị làm ở Nexia rồi chuyển sang ở EY và quả thực là rất giỏi. 9. Lương của kiểm toán thì sao? Phần này bí mật quá, nhưng mình thấy mức lương ra trường của kiểm toán viên đều không thấp. Sau đó 2-3 năm đầu cũng có mức tăng lương tương đối ổn định, tùy thuộc vào performance của từng bạn. Sau đấy bạn được promote lên manager thì mức lương cũng tăng lên đáng kể đấy. 10. Ngoài kiến thức kỹ năng ra thì cần chuẩn bị gì cho nghề kiểm toán? Theo mình thì có 2 cái. Một là sức khỏe, đừng để bị say xe. Ăn uống cũng đừng kiêng khem gì quá. Có một đợt mình đi làm kiểm toán khách hàng ở một hòn đảo. Tối ăn đói, họ chỉ có đúng một cửa hàng bán đồ ăn thêm. Tối nào cũng ra đó ăn mì tôm úp để có sức làm đêm. Đi làm kiểm toán thì khách ở đâu ăn ở đó. Khách khu công nghiệp ăn suất cơm công nghiệp. Khách miền Trung ăn cơm miền Trung cay xè. Cơm miền Nam thì ngọt ngọt. Còn lại vùng Tây Bắc thì uống rượu rất nhiều. 2 là kỹ năng quản lý bản thân. Cái này bao gồm việc quản lý thời gian, quản lý tâm trạng. Đi làm thường một tuần một khách. Khách hàng bé thì có khi tuần đi 2 khách. Vì thế lượng công việc cần giải quyết trong thời gian đó rất nhiều. Nếu không duy trì quản lý thời gian tốt rất dễ bị lụt, job này đè job kia. Ngoài ra, đôi khi khách hàng thì dục báo cáo, senior thì cũng dục, lại làm đêm làm hôm, rất dễ rơi vào cảnh cáu kỉnh, ức chế. Vì thế giữ được tâm trạng vui vẻ, quản lý stress là điều rất quan trọng. Ngày xưa mình suốt ngày để status, be happy, để ngay trước bàn làm việc. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!